Chật quá, chật quá, đừng có chen lấn nữa. Bên anh cũng chật lắm nè. Vậy thì chúng ta ra ngoài đi. Yeah. Thiệt là thoải mái quá đi. Ồ, hình như những anh em khác của chúng ta chưa nở thì phải. Còn mẹ chúng ta đâu rồi? Cuối cùng chúng mày cũng chào đời rồi. Chúng mày định lợi dụng tao để sinh tồn mà. Không có dễ như vậy đâu. Anh ơi, chết tiệt, ngươi làm gì vậy? Ngươi là mẹ của chúng ta mà, sao ngươi lại giết con của mình chứ? Cảm ơn ấy, ta không phải là mẹ của các ngươi, mà chính mẹ của các ngươi đã đẻ trứng vào ổ của ta, lợi dụng công sức của ta để nuôi cho các ngươi chào đời. Cái gì chứ? Nhưng mà mụ ta thật không ngờ, ta rất thông minh, ta đã biết được âm mưu đó. Ngày hôm nay ta sẽ giết sạch các ngươi. Hả? Gì vậy? Bụng của ta? Thưa đại nhân, giả mang thịt ta. Em trai, hãy xé xác đó đi. Anh ơi, anh còn sống hả? Được rồi, để em xé xác đó. Cứu anh ra ngoài. Anh đâu rồi? Anh ơi. Mình lớn hơn một chút rồi hay sao? Nhưng rốt cuộc mình là loài nào? Tại sao mẹ lại bỏ anh em mình như vậy? Anh ơi. Được rồi, em sẽ không yếu đuối nữa. Em sẽ phải mạnh mẽ để đi tìm cha mẹ, hỏi cho ra lẽ. Này, làm ơn cho tôi hỏi thăm với. Có chuyện gì vậy? Mẹ của tôi đẻ rơi tôi vào ổ của loài khác. Bây giờ tôi chào đời nhưng không biết tôi là loài nào. Mấy người có thể giúp đỡ tôi được không? Trời ơi, thật là tội nghiệp quá đi. Nhưng hình như cậu là một loài chim thì phải. Nhưng chúng tôi không biết cậu là loài chim nào. Cậu thử đi hỏi những loài chim khác, có thể họ sẽ biết đó. Cảm ơn hai người. Biết đi đâu mà tìm chứ. Không lẽ là mẹ của mình? Mẹ ơi, có phải mẹ đi tìm con đúng không? Gì thế này? Ta là một chim đực, không phải chim cái đâu. Làm sao là mẹ của ngươi được? Ngươi nhầm rồi, đi chỗ khác đi. Lại không phải nữa. Làm ơn cho tôi biết tôi là loài nào đi. Hả? Hình như nhìn ngươi giống gà. À không phải, giống vịt. Cũng không đúng luôn. Nhìn ngươi giống như là loài công. Cũng không chính xác. Thôi, tôi không cần sự giúp đỡ của ông nữa đâu. Tôi nghe một hồi, lát nữa tôi không biết mình là loài nào. Chắc tôi thành chim thập cẩm quá. Để tôi tự đi tìm. Mùi gì vậy? Thơm quá. Tự dưng đói bụng quá. Đằng kia có thịt. Ngon quá. Anh em, tiến lên. Có một con mồi mắc bẫy của chúng ta rồi. Gì vậy? Các ngươi định làm gì ta? Mau tránh xa ra. Bọn ta định xé xác ăn thịt ngươi chứ làm gì? Chịu chết đi. Không, ta chưa tìm được cha mẹ của ta. Ta không muốn chết đâu. Khốn kiếp, lũ đáng ghét này. Ta sẽ liều mạng giữa các ngươi. Chết tiệt, con chim này hung tợn quá. Mình bị thương rồi. Khổ quá. Cha mẹ ơi, các người đang ở đâu? Về xuống nước rửa vết thương rồi tiếp tục lên đường. Ra qua. Gì vậy nè? Là những giọt nước thấm vào vết thương của mình, chữa lành cơ thể của mình. Còn giúp mình biến đổi, trông mình lớn hơn, vạm vỡ hơn, lòng của mình còn sặc sỡ hơn nữa. Hay quá, quỷ thần thiên địa ơi, mình có thể bay được nữa nè. Khoan, mình còn có thể phóng ra hơi nước nữa, quá tuyệt vời. May quá, vậy thì mình sẽ dễ dàng tìm về được hang ổ giống loài của mình rồi. Ta không khai đâu, ta sẽ không giúp người trở nên mạnh hơn đâu. Cái gì?
Nếu không giúp ta khai mở ra bí mật sức mạnh à, vậy thì ta sẽ hành hạ ngươi cho tới khi ngươi chịu không nổi thì thôi. Chết đi, mau dừng lại, thứ quái vật xấu xa kia. Mẹ kiếp, gì thế này? Một con chim màu trắng tuyết dập xét vào chuyện của ta à? Bộ ngươi muốn chết rồi hay sao? À, là một chú chim phượng hoàng à. Này, mau chạy đi, nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Cái gì? Lão rùa kia, ông biết tôi là loài nào à? Chết tiệt, vậy thì tôi sẽ không bỏ chạy đâu. Tôi sẽ cứu bạn được ông. Tôi muốn hỏi ông một số chuyện quan trọng. Là, dạ. Cái gì? Thứ này là chim phượng hoàng à? Đúng thứ ta cần. Ta sẽ xé xác ngươi để nâng cao sức mạnh của ta. Cẩn thận, hãy tấn công vào trái tim của nó. Đó là điểm yếu. Này, lão rùa, mau nói đi, mau nói đi. Rốt cuộc, tôi chính xác là loại nào? Cha mẹ và đồng loại gia đình của tôi đang ở đâu? Ta là một lão rùa sống vạn năm. Ta biết gần như mọi thứ trên đời này. Thật không ngờ, ta chỉ nghĩ tồn tại chim phượng hoàng lứa cùng lắm là loài lứa tái sinh vô cùng quý hiếm. Thật không ngờ hôm nay ta lại bắt gặp một loài chim phượng hoàng có thể tạo ra nước. Cái gì? Tôi là phượng hoàng nước à? Hay quá. Nhưng cha mẹ của tôi đang ở đâu? Tôi muốn quay về với họ. Theo ta được biết, loài chim phượng hoàng là loài thích tự do, bay khắp nơi để làm điều tốt. Chúng không có hang ổ cố định. Khi có thai, chúng sẽ để trứng vào ổ của loài khác để cho con của chúng trải qua cực khổ và hóa thành phượng hoàng. Gì chứ? Vậy bây giờ ta phải làm sao đây? Cậu đừng có buồn, hãy bắt chước giống loài của mình bay khắp mọi nơi giúp đỡ những sinh vật khác. À khoan, hình như cậu vẫn còn nhỏ, chưa khai phá được sức mạnh hoàn toàn của mình. Ở đây có thân xác của thứ quái vật tu luyện ngàn năm này, hãy ăn lấy nó, chắc chắn phép thuật của nó sẽ khai mở sức mạnh của cậu. Cảm ơn lão rùa tốt bụng. Nhưng tại sao lão lại bị nó tấn công thế này? Có lẽ bởi vì kiến thức của ta đã tích lũy và biết quá nhiều thứ, nên thứ yêu quái này muốn ép ta nói ra bí mật để khai mở sức mạnh của nó. Ta thấy nó là một kẻ xấu xa nên đã từ chối. Nó đã giết chết vợ con ta, rồi đánh đuổi ta tới đây. Cũng may nhờ cậu giúp đỡ. Mau lên, hãy hấp thụ sức mạnh của nó, rồi nhanh chóng lên đường. Rất nhiều sinh vật khác đang chờ đợi cậu cứu giúp. Ồ, sao không có gì xảy ra hết thế này? Tôi vẫn uy nguyên như vậy. Cái gì chứ? Không thể nào. Không lẽ tôi đã nhầm hay sao? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Nước, chỉ có nước mới có thể cường hóa cơ thể giúp tôi mạnh hơn mà thôi. Wow, cậu biến đổi rồi. Thật là đẹp quá đi. Chúc mừng cậu. Mau lên, muôn loài khác đang gặp nạn, chờ cậu tới khu giúp đó. Hay quá, cuối cùng tôi cũng trở thành một chim phượng hoàng nước vĩ đại rồi. Cảm ơn lão rùa. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại thăm ông. Tôi đi đây. Chết tiệt, sao tự nhiên nóng nực thế này? Cứu tôi, có ai đã cứu tôi vậy? Là những sinh vật đang gặp nạn. Chết tiệt thật. Này anh bạn bò cạp, rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Cứu tôi. Ta đói quá, ta muốn ăn thịt người, chứ xảy ra chuyện gì? Cái gì? Lúc chết tiệt này dám lừa ta à? Mẹ kiếp, những sinh vật ở đây không hề hiền lành giống như mình đang nghĩ. Rốt cuộc nơi quái quỷ này đang xảy ra chuyện gì? Nào, lũ bò cạp thuộc hạ của ta, mau lại đây. Ta sẽ truyền thêm sức mạnh cho các ngươi. Các ngươi hãy nhanh chóng đi kiếm mồi về cho ta. Chết tiệt, sao mình cảm thấy nhiệt độ tăng cao hơn thế này? Nóng quá đi. Hả? Không lẽ chính là thứ khổng lồ kia đã tỏ ra nhiệt lượng cực kỳ lớn à? Chủ nhân ơi, chết trời, xuất hiện một con chim đầy nước. Nó đang rơi nước lên người của chúng tôi. Khó chịu quá. Mẹ kiếp, cái gì chứ? Sức mạnh của ta, kẻ nào dám phá tan? Chính là ta, phượng hoàng nước đây. Thiệt ra,
Thứ khốn kiếp khổng lồ này chính là nguyên nhân gây ra nóng cả khu vực này. Còn là kẻ chủ mưu sai khiến những con bồ cạp độc ác này đi giết hại những loài khác. Ta sẽ ngăn cản kết thúc các ngươi tại đây. Mẹ kiếp, thứ chân tiệt ước ác bay trên bầu trời kia, nhằm phá chuyện của tao. Được lắm, tao sẽ nhảy đầu mày để thay thế việc mất thức ăn của tao. Khốn kiếp, thứ này thật lợi hại. Nhưng mà dẫu gì nó cũng chỉ là lửa. Nó sẽ kỹ hệ với mình. Mình sẽ dùng nước dập tắt lửa của nó. Chết tiệt, chết tiệt, không thể nào. Được rồi, mình sẽ tiếp tục làm mát khu vực này để muôn loài vô tội được hồi sinh trở lại.